Có trống đi chứ. Trống đem về trong gần ấp đó ra. Quyền đoàn. Cái này có chơi, có cồ rồi. Bye bye Kim. Được, đô mạnh. Em về trước nha mấy chị. Dạ dạ dạ. Em về trước nha. Dạ dạ dạ.
hẹn mai, hôm nay mai gặp lại. Rồi, hẹn gặp lại. Chơi vui không Kim? Vui à? Dạ dạ. Dạ để ít bữa vô. Tàn tiệc. Này là những thành viên cực kỳ là nhiệt tình. Đi dạo đi chơi hết cho buổi rồi giờ mới về này. Ừ, bye bye Quyên.